Mega TNT hiện tại. Và hôm nay á, là mình có một cái video thông báo nữa. Nhưng mà nghe thì cũng khá là vô lý khi các bạn tưởng là hôm nay á, là mình sẽ làm cái video thử thách như cái video thông báo cái lần trước mà mình làm. Nhưng mà có một tin buồn á, muốn nói cho các bạn. Đó là ngồi cái video mà mình thông báo cho những dự án sắp tới mình làm, cộng thêm vào cái video trước nữa, là thật ra mình đã xóa mục tiêu rồi. Cái lý do là mình xóa đi á, thì thực sự là mình không muốn xóa đâu. Nhưng mà do cái vấn đề wifi ở nhà mình á, thì nó đang gặp vấn đề, cho nên mình bắt cũng phải xóa thôi. Tại vì nó hay lắc nhiều lần á. Và một phần á là do cái điện thoại mình á đang quay video ở đây á, thì nó chứa hàng đọc mấy video mình tải lên trên kênh của mình khá rất là nhiều, hơn 100 luôn. Thì nếu các bạn mà không tin á, thì các bạn có thể xem cái video mà là hướng dẫn hài làm gà nướng á, thì bạn sẽ biết video đó là video số 100 của mình. Và sau này á thì nó đã đạt hơn 100 video luôn, là quá nhiều rồi. Nó nằm cái YouTube mà mình hay coi, nó lắc cực luôn á, mình thề luôn. Cái thứ hai nữa thì đó là cái những dự án mà mình đã bật mí ở cái video mà thông báo dự án á, là mình cũng muốn nói á, là cái video thử thách mà mình đã nói đầu tiên là mình sẽ làm ở một khoảng thời gian sau này. Bởi vì cái trong quá trình đang làm kịch bản chứ, cho nên á, thì mình sẽ dời cái video này ở một cái thời gian sau. Tại vì cái kịch bản này á là cái video mà làm thử thách á, mình đang trong quá trình làm kịch bản á, thì cái đó một trong những video mà mình làm kịch bản dài nhất từ trước tới giờ, dài nhất luôn. Hồi trước đây á, là từ cái ngày đầu mà mình làm video á, thì mình không có đầu tư nhiều về kịch bản, cho nên cái chất lượng về video thì nó hơi kém hơn. Nhưng bây giờ thì mình đã rút kinh nghiệm á, là phải viết kịch bản thường xuyên, để kiểu như nó tự nhiên hơn, chứ không cần là phải nói vừa nói vừa suy nghĩ cái câu gì nói tiếp theo này nọ nữa. Rồi cho nên á là mình video tiếp theo mình sẽ làm sau video này không phải là video thử thách nữa, mà là ba video hướng dẫn tìm hiểu và kể chuyện. Ba video đó mình sẽ làm 1/3, cho nên các bạn hãy chờ video này đăng lên, sau đó các bạn hãy cầm cự cho tới khi là nhận được cái thông báo video mới sắp ra đây. Thì còn về cái dự án là cái series mùa hè thì mình vẫn còn giữ lại, mình không có bỏ, mình thề luôn. Thì do một phần á là đang giữ dịch Covid-19 nè, rồi cộng thêm mình đi học lại, áp lực á bây giờ nó càng cao hơn. Mình nói thiệt là cái trường mình á còn một tháng duy nhất thôi là chuẩn bị thi học kỳ 2 nữa, rồi ớn lắm luôn á. Thì sắp nghỉ hè được mình cũng khá là vui, nhưng mà có điều á là trước khi nghỉ hè được kiểu như phải đối mặt, nói chung là rất nhiều chuyện luôn, mình nói thiệt rất nhiều chuyện luôn. Cho nên chắc là mình nghĩ rằng á là sau khi đăng video này cộng thêm hai cái video trong ba cái video mà mình đã bật mí trước đó, là mình sau khi mình làm hai video xong là mình sẽ tạm nghỉ làm YouTube trong khoảng thời gian để thi học kỳ 2. Tại học kỳ 1 á mình đã bị nó thiệt là mình hơi e này. Ủa mình nhịn lâu lắm vậy đi nhé. Thôi mình không nói nhiều nữa. Rồi còn một cái nữa thì đó chính là những cái video mà mình đã xóa á, mình cũng muốn xin lỗi các bạn rất là nhiều. Thì mình cũng khá tiếc cho mình vì những cái công sức mà mình làm ra cho những video đó là đã bổ sung đồ biển rồi, tốn rất, thực sự mấy video đó là mình làm rất tốn rất nhiều thời gian, nhưng mà vẫn phải chịu.
thì tại vì do cái wifi nhà mình nó lắc quá cho nên mình phải buộc làm vậy thôi. Tình thế mà bị ép vào đường cùng rồi nên phải vậy thôi. Còn cái riêng còn một cái chuyện nữa thì đó là còn cái vụ mà game mà tình sử á, thì khi mình kiểm tra lại thì cái video mà level up con khủng long sacco trước của mình á, thì nó đã thời gian thì mà mình từ thời gian mà mình làm á đến bây giờ là 1 tháng rồi, nhưng mà mình vẫn chưa có ý định làm lại quay trở lại làm video trên kênh đó. Thì do các bạn cũng biết là do cái điện thoại mình nó dung lượng rất ít, không thể quay được, cho nên mình sẽ cố sau khi mà mình thi học kỳ xong và nghỉ hè thì mình sẽ quay trở lại làm kênh game mô hình lịch sử như ban đầu. Thế thôi, mình chỉ nói như đó thôi. Thì ok, cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian để xem cái video này của mình. Và nếu bạn nào thấy hay thì hãy để lại comment, like, share, subscribe kênh và ấn chuông để tiếp thêm động lực cho mình làm ra những video tiếp theo nha. Kèm theo là các bạn hãy đăng ký cho mình 2 cái kênh Game Mới Trình Lịch Sử và Mega Titan Amer, kênh mới thứ ba mà mình sắp chuẩn bị ra video, nhưng mà cũng khá là lâu, cho nên các bạn hãy cố gắng ủng hộ kênh mình thật nhiều nha, để tiếp thêm động lực cho mình làm thêm những video chất lượng hơn và chỉnh chu hơn về nội dung với lại kịch bản nữa. Rồi ok, mình không nói nhiều nữa. Thì hiện tại mình đang làm vào buổi tối nè. Đó thì cho nên mình muốn chúc các bạn một buổi tối ngủ ngon lành, có một giấc mơ đẹp trong giấc ngủ của bạn. Rồi ok, mình không nói nhiều nữa. Rồi, tạm biệt các bạn nha.